Tiệt chưa? Ôi trời, em chào bạn, em chào mọi người. Người vị trí nào em? Xin Lâm Hoan chào mừng quý vị đến với chương trình kể chuyện tên quê. Em là Cám, còn đâu nhỉ? Tên là Tấm. Đúng không? Mọi người có biết hai chị em xuất hiện như thế này kể câu chuyện gì không nào? Cháu nào ở đâu nhỉ? Hai chị em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện Thang. Dương nào? Dương cho dạy nào? Ngày xưa cô thu âm, thế là cậu mải mê hái hoa bất cuốn, thế là cậu lạc mất chơi, cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng. Lúc đó từ trong bụi hoa ra cuộn xuất hiện một bà tiên đầu đầy rơm và hùn cưa. Bà liền kêu lên ba tiếng: Nam Thao còn không? Hả? Còn thứ lần? Bà là ai? Ta là bà điên của nhầm bà tiên. Mọi người thường gọi ta với tên gọi thân mật là Bạch Miêu Tiên Cổ. Ôi bà ơi, con thừa quá bà ơi. Con chân 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 trâu trong vương. Con thể là bắt trâu rồi. Vương mà biết thì ông sẽ cho con vơ vào khách sạn mà lấy lời thân của con. Ôi, thật là đau thương. Thật là đau buồn và thương tiếc quá đi. Thôi, con đừng buồn. Ta rất hiểu và thương cho con. Chào con, ta đi đây. Bụt đã giúp con đâu mà bụt được tươi đâu vậy ạ? Ta quên, thôi, để ta biến phép cho con. Hồ... Ồ, rút nhanh. Đây là cái quạt thần nghìn năm không hỏng. Tại sao lại gọi là cái quạt thần nghìn năm không hỏng hả bụt? Bởi vì quạt bình thường thì phải quạt như thế này mới có gió. Còn quạt của ta, con chỉ việc dang rộng đôi tay ra và vỗ vào nách ba cái. Sau đó thì lắc như một con điên. Thì có 10.000 năm đã trả. Dạ. Bây giờ tôi chỉ bởi một cho con đi. Bây giờ ta sẽ dạy cho con cách sử dụng. Con chỉ việc làm những lưỡi là vỗ ba cái. Tiếp theo đọc thần chú: Thiên linh linh địa linh linh, thiên linh linh mà địa cũng chẳng linh, an kia là phương trinh mỹ linh hoài linh. Thôi trời ơi, phố Lâm, phố Lạc Trung nhá, em đi xe buýt được và đi xe ôm được nhá. Tóm lại tao muốn đọc cái gì đâu. Dạ. Số nhà 65 phố Lạc Trung. Nào con nhé, ta đi. Nhá. Tôi chả cho con quạt đâu mà một đi đâu đấy hả? Qua đây rồi, qua đây rồi. Chỉ vì ngày xưa bố mẹ con nghèo nên là ước mơ của ta không được thành hiện thực. Ta muốn đi học mà không được. Thế bây giờ có quà thần rồi, ta sẽ được thỏa nguyện bao nhiêu ước mơ. Ta sẽ làm gì nào? Ta nhớ ra rồi, ông chú ông nhà mình thì ông ấy có bao nhiêu là công ty mà cái gì mà của Nhật Bản ấy. Thế bây giờ tại sao ta cũng không làm như ông nhỉ? Thế thì Vì ta sẽ cho các bạn sinh viên đi đi thực tập thí sinh để cho tất cả mọi người thực hiện ước mơ của ta. Ta sẽ là ông chủ. Thông minh. Bây giờ thưởng cho ta một cái vẻ thông minh đấy thôi, ta đi ngủ em rồi. Đi ngủ đây. Thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà tiên, Mầm đã tìm được. Thì ra nó có cái quạt thần, huống chi nó cướp hết người của ta chỉ trong vòng một bước nhảy. Có khi nào trong đời tu bạc ta vô tình cướp được quạt không ta? Bà ná này. Ông đây, ông. Dạ, ông. Con nhìn ông là ai quen? Dạ. Con nhìn ông quen lắm. Quen sao mày không vây đuôi? Ông bực cười nhỉ? Con có phải chó không mà? Ông bảo con vây đuôi. Bây giờ ông nhìn con cắt nhau, con lạ. Đích thị ở dáng bẫy mình đi mà. Chắc chắn là lạ rồi. Thế bây giờ sao ông là con lạ? Mày mà là người ông thế à? May cho mày hôm nay là ông bắt tính nhá. Ông bảo này, ông đi vào, con nói thật phải không? Đâu, con có đâu ạ?
con này còn cho ông nhá. Không, con không có, không. Cho em nhá. Con mạnh tay với ông quá. Không, con có làm gì đâu. À, thôi được rồi nhá. Bây giờ con không cho ông thì con đổi cho ông nhá. Đổi đó? Ừ, con đổi cho thôi, ông nhá. Thôi, con không đổi nghe ông đâu. Ông lại lấy một bè của Liên này, một con chim đấy mới đổi thì xưa rồi thì ấm ạ. Thời đại công nghệ bây giờ không ai còn dùng mấy thứ đấy nữa. Ông có những sản phẩm tốt hơn. Và bây giờ chương trình đổi quà lấy quạt xin được bắt đầu. Xin được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên thuộc dòng sản phẩm may mặc nhá. Đây là chiếc áo tầm gai. Dạ. Được dệt bởi 1.800 cây tầm gai và dưới sự khéo tay của ba bà cô đơn hàng dệt và dưới sự giặt là rất kỹ càng của hai bà cô thuộc đơn hàng giặt là 15 của nghiệp đoàn Liam Million. Trong thời gian các bà ấy vừa làm, các bà vừa rảnh, các bà ấy vừa sáng tác ra một bài hát đó là dệt tầm gai dệt đến bao giờ em dệt tầm gai dệt tầm gai dệt tầm gai đạp nhầm gai á. Con có biết là cái chiếc áo này của ông? Lĩnh vực điện tử. Nào. Đây chính là một sản phẩm, một siêu phẩm công nghệ đang ở trên tay ông. Dạ. Nó có tên là Banaphone. Banaphone. Chiếc điện thoại này rất hiện đại. Nó có một cái chiếc camera sau 100 chấm. 100 chấm? Camera trước 99,9 chấm. Và đặc biệt nó một công nghệ mới, công nghệ chưa từng có. Đó là mở khóa bằng vân lưỡi. Ngoài ra nó còn có 4 sim, 8 sóng và 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam, phú ông xài sim Viettel. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Laotel. Và đặc biệt, phú ông có một người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông Cao. Bây giờ ông sẽ đập máy, đập hộp test máy cho con xem nhá. Nào. Đấy, sao mà khí, sao mà khéo, có phản ra biển. Ê, nè, đang nhìn ra đang ngủ. Ê, chậm. Ông vừa nói chuyện với ai ạ? À, ông nói chuyện với bạn của ông bên nước ngoài đấy. Thế, ông nói gì đấy ạ? À, không bắt máy, ông nói chuyện với tổng đài. Thế, con đổi cho ông nhá. Đổi đâu, con không thích đâu. Sao? Đổi đi. Con dùng có một sim mà con đau hết cả đầu rồi. Ông cho con cái gì mà cam ra được 99, 100. Con đau đầu lắm, con không thích đâu. Thế vẫn không thích à? Dạ, không. Ông sẽ có sản phẩm khác. Dạ. Bắt lại. Và sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm thuộc thuộc lĩnh vực giải khát. Vậy thank you.
dừng. Đây, đây chính là nước tăng lực hiệu con rán. Hiệu con rán? Đúng rồi. Nước tăng lực này được chính các bạn thực tập sinh của đơn hàng thực phẩm nghiệp đoàn Nissin Nihon sản xuất ra và gửi thẳng về đây cho ông. Nước một, có thể nói rằng đây là một sản phẩm rất đặc biệt. Thế ông ơi, cái này uống thế nào ông? À, tôi đợi ông. Bây giờ ông sẽ chỉ bằng cách uống nhá. Dạ. Nhạc. Chóng mặt quá, ầy, già yếu quá, ầy, ầy, đây, xong rồi con, đây chính là nước tăng lực hiệu con rán, rất thích hợp dành cho những gầy như con, đây, con uống đi. Chị ông ơi, chú vì con uống không phải không? Thế con thấy ông vừa là làm gì đấy ạ? À, ông lắc đều trước khi uống đấy. Ông lắc đều trước khi uống? Đúng rồi. Để nghe con đổi cho ông nhé. Thôi, con không đổi đâu. Xuống trời đã đích, bà đói chắc chắn chỉ cần gói xôi, mà có gói xôi chắc chắn ta sẽ đổi được cái quần này. Bây giờ bà đói thì con biết làm cái gì bây giờ? Nhà con đang nghèo rồi, con quần áo con phải thả tay rất nát, chỉ vươn vào nó mới đâu nữa. Vương sao cho con ạ? Nói đi. Bây giờ nhá, con sẽ đổi cho phú ông bạc, nhưng mà phú ông phải cho con xôi cơ. Xôi à? Không, cho ít quá mà tương đương với cái quả chỉ nói đó. Thì cái bây gì? Giờ... Đợi, con hỏi. Dùng một con bảo đời, bắt vỏ bò, hai trứng mà lại còn nhiều chim. Bây giờ nhá, con sẽ đổi cho phụ ông quà, nhưng mà phụ ông phải cho con một bát phở bò, hai trứng, nhiều thịt. Một bát phở bò, dạ. Hai trứng, nhiều thịt. Dạ. Hồ ơi, bát phở bò, hai trứng, nhiều thịt đó. Của nhà ngươi đây. Đây. Phật mô ở đâu? Đây. Đây. Bà. Cuối cùng tôi đã có cái quả. Bà lên ăn nhá. Thử xem sao. Ta sẽ thử biến cái này thành vàng xem nào. Biến thì vàng. Biến đâu? Ôi trời ơi. Biến giờ con. Thế ạ, mày, mày lừa tao phải không? Đây đâu phải có thật đâu, hả? Lừa ạ, mày lừa tao à? Không, con có biết gì đâu ạ? Mày lừa tao. Dạ. Dám lừa tao, đây đâu phải có thật đâu, hả? Không biết cả. Đủ rồi, lên kia. Ta là bà tiền đây. Ngay bây giờ ta sẽ trừng phạt người hồ kể từ hôm đó phú ông và bà tiên biến thành một thằng điên đi lòng vòng khắp xã, còn những người thật tốt như bờm những cuộc sống sung